được sinh ra tại Ai Cập, được chui rèn tại Ai Cập, được khắc ghi tên mình vào lịch sử tại Ai Cập. Từ cuối cùng kẻ thù sẽ được thấy trước khi sang kiếp sau là hình ảnh của nó điên cuồng tàn sát kẻ địch, chạy như chắp cánh, họng thét vang tiếng gầm khát máu, ánh mắt dữ dội như chứa ngàn gươm đao. Đó thực ra lời tả của các chiến binh Sparta trong trận chiến với đội quân 34, nhưng Sparta không phải tiêu điểm chính trong video lần này, nên sau đây sẽ là clip về cách úp hầu Medusa dành cho tất cả mọi người nhé. Ok, thì không chỉ riêng mỗi hầu Medusa thôi, mà chúng ta sẽ úp tất cả hầu trong video clip lần này. Sẽ hướng dẫn cho mọi người úp tất cả hầu để cho hầu tăng bậc như thế nào. Thì trước khi vào video đó, mong các bạn xin một like, một đăng ký kênh nhá. Thì muốn up hầu thì chúng ta cần những cái gì và kiếm ở đâu? Thì chúng ta cần những cái mảnh như thế này và 5 lần quy. Thì cái mảnh như thế này thì các bạn kiếm ở đâu? Mảnh như thế này thì từ cái việc các bạn đổi cái nó giống như cái đuổi người cá đi ấy, thì bạn sẽ được một cái viên giống như viên ngọc ấy, thì các bạn sẽ dùng nó để đổi những cái mảnh như vậy. Thì người cá thì nó cũng sẽ có những con cá có thôi, chứ không phải con cá nào không có. Ví dụ như kiểu người cá trưởng thành, người cá trẻ trâu, người cá trẻ bò và người cá già này, thì nó sẽ đuổi đi thì nó sẽ có được những em cái viên ngọc để làm nguyên liệu nâng cấp hầu lên như các bạn nhá, chứ không phải là người cá nào cũng có đâu, chỉ có ba loại kia nó mới có thôi. Đấy, thì khi các bạn đuổi đi thì các bạn sẽ được một cái viên như thế này để chúng ta áp. Thì khi các bạn có một viên như thế này, viên như thế này thì chúng ta chỉ áp được lên chỉ số 60 thôi. Thì các bạn muốn áp lên chỉ số cao hơn thì các bạn cần những cái viên như thế này, thì cũng đuổi người cá đi và chúng ta nhận được. Tuy nhiên là nó sẽ tương ứng với từng chỉ số. Khi mà người cá của bạn chỉ số 70 đuổi đi thì nó sẽ được cái này, còn 80 đuổi đi nó sẽ được cái viên tròn tròn kia, còn 85 thì nó sẽ được cái giống như ở vòng tay kia. Đấy đấy, khi các bạn đuổi người cá đi các bạn sẽ được những cái đấy. Thì khi các bạn có đuổi đi rồi và có những cái viên như thế này rồi thì các bạn hãy đến làng và chúng ta tìm cái thằng vừa này đấy để chúng ta đổi. Tuy nhiên ở mỗi làng ấy thì nó sẽ có những cái thằng giống như thế này khác nhau và nó sẽ cho đổi những cái khác nhau. Thì các bạn muốn đổi cái gì thì các bạn cứ đi tìm sang làng của ba map khác nhau nhá. Thì cái này thì nó mới nặng nại, cái này chỉ cần một cái đĩa đào để chúng ta đổi cho cái viên này. Cái viên này thì nó giúp hầu chúng ta lên được chỉ số 90 nhá. Đấy, nó là một cái bàn đào thì nó sẽ đổi được cái đấy. Ngoài ra thì trước đây tôi mới mua cái con này về để đổi mà bây giờ game cũng làm lại rồi, giờ không đổi được bằng cách thả con kia đi nữa hay sao ấy, tôi không biết. Nhưng mà hình như bây giờ đổi bằng cái bàn đào sao ấy, làm tôi mất 250 ruby mua với này để nuôi. Đấy, thì khi các bạn qua từng map, ví dụ tôi đang ở map nửa này, chúng ta sẽ đổi được những cái viên ngọc khác nhau để chúng ta lên hầu. Thì ở đây là tôi đang có một cái viên ngọc đây này. Đấy, tôi sẽ đổi được một mảnh Chiranande mát này, thì nó sẽ dùng để lên con hầu 60 60 60. Từ con hầu 50 chỉ số 50 50 50 lên 60 60 60, rồi sẽ dùng cái mảnh đấy để lên đấy. Lưu ý trước các bạn, khi các bạn có được cái mảnh ấy rồi thì các bạn phải cho hầu quy 5 lần nhé. Các bạn vào phần quy ấy, cho con hầu quy 5 lần. Chuyên các bạn cho ngồi dưới đất quy cũng được, không cần phải bay lên cao quy đâu. Thì trên cao thì nó sẽ làm máu hầu cũng giảm rất là nhanh. Khi quy thì các bạn lưu ý có những cái viên ngọc như thế này để chúng ta vất vào để nó sẽ giảm sát thương cho hầu khi chúng ta quy nhá. Thì nó sẽ có những nguyên tố như kiểu nửa băng với nệ gió với nệ sa mạc. Đấy, thì các bạn lưu ý là khi con hầu của chúng ta đang bị nguyên tố gì nữa ấy thì các bạn cho nó nhá. Thì đấy, khi các bạn quy trong 5 lần thì các bạn đút cho nó cái này ở feed cho nó ăn thì chúng ta sẽ lên được chỉ số nhá. Thì nó sẽ tăng được chỉ số lên một bậc. Đấy, ví dụ đang 50 50 50 thì nó sẽ lên được 60 60 60. Tương tự như vậy thì các cấp sau nó cũng sẽ làm như vậy.
Thì về cái việc nuôi hầu cá này ấy, thì bây giờ nuôi hầu cá này nó đang rất là tiềm năng đấy. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể để lại comment dưới phần bình luận. Tuy nhiên là các bạn nuôi hầu cá này cũng khá là vất vả đấy. Ok, thì ngoài cái việc nuôi cá để kiếm thì các bạn có thể vào shop mua, hoặc là các bạn có thể vào request để các bạn mua những cái phiên áp hầu như thế này đấy. Giống như phiên đá áp hầu, cái gọi là phiên đá áp hầu như thế này đấy, để các bạn áp hầu các bạn lên đấy. Bây giờ thì game nó cho áp hầu lên rồi, nó không như ngày trước nữa đấy. Các bạn cứ chọn con hầu nào các bạn thích ấy, thì các bạn áp lên đấy. Tôi đang áp con nimbi này, nhìn nó khá là cute đấy, nhìn khá là chất nên tôi áp. Ok, thì nó chỉ có một số cái lưu ý quan trọng khi chúng ta nâng bậc cho hầu như vậy thôi. Thì khi các bạn áp thì các bạn chú ý quy 5 lần, và các bạn cũng phải kiếm những cái đá chúng ta nâng bậc cho hầu đấy, bằng việc nuôi cá hoặc mua tại shop nha các bạn nha. Còn hôm trước hôm qua bạn kia có hỏi mua Limited Stone ở đâu, thì chúng ta mua ở Home Shop nha các bạn. Mua cái phiên đá Limited Stone này ở Home Shop, nó sẽ có bán, nó bán bằng cái tiền ngọc, mà cái ngọc đấy các bạn đi thủ nhà nó cho chẳng đấy. Thì ngoài ra thì có một bạn có hỏi tôi về cái việc chúng ta đổi skin, thì đổi skin chúng ta cần những cái gì. Thì khi chúng ta đánh cái trụ totem bên trụ totem NPC bên cái map quest thì nó sẽ ra được giống như cái đĩa gì ấy. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái đĩa đấy để chúng ta đổi skin tại cái trụ này. Nó cần của chúng ta là 20 cái đĩa, 2 hồn và 80 cái mảnh đổi skin này, thì nó sẽ đổi cho bạn một skin khá là ngon. À không, nói chung là nó tùy vào nhân phẩm thôi. Thì các bạn cái xui thì các bạn sẽ được những skin rất là ngon, còn nếu mà xui thì các bạn sẽ được skin rất là không ngon nhá các bạn nha. Ok, thì video clip của tôi đến đây thôi. Chào hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé.